Rồi, xin chào anh em nhé. Hôm nay chủ nhật rồi, bây giờ lên cái video máy cho anh em xem là ai có những cái alo máy máy cỏ nhé, cỏ máy thường thôi, không có máy cao cấp đâu. Bông một tí đây, cái này là cây nati. Đây, có số xe số 70 này, 67 mấy 70 này. Tết này đã chiều rồi, nhanh chậm đây. Đó, đầu không lắc nha, nhích nhẹ thôi, không có đáng kể đâu. Không kẹt này, đầu kẹp 13 ly, đầu kẹp 13 ly nhá. Rồi, cấp lực ok. Rồi, ngoài hình này, trọc đây này, trọc tỉ đây này, tỉ đây này, chỗ này về dán lại này. Anh em ai mua về dán lại này, cây này là xi măng dính, xi măng hay nhựa chứ, cũng cứng lắm, không phải bể đâu, mình đứt đâu, không phải dán đâu. Xi măng hay nhựa chứ, nhựa, ở đó, trọc nó, nhựa. Rồi, cây số 1. Số 1 này. Thân máy có pin này. Đây, có pin. Chỗ này nó làm gì đây? Thân máy bỏ pin nhá. Pin hư rồi. Rồi, cây số 1. 400k. Rồi, làm buổi chiều nhá, mai làm buổi chiều. Về ai chuyển khoản là bao ship. Rồi, cái thứ hai này, thứ hai dòng máy của cùng Nati thôi. Nhanh chậm đây. Đó, tem mark top bên EZT105. Rồi, thân máy bỏ pin. Đó, cây số 2, 280. Số 2, 280k. Cái này chỉ bóp chạy thôi chứ không có thắng, không có điều tốc. Rồi, cây số 3. Số 3 này là một cây Makita này, cái này nó phun sơn cạo ra, phun sơn không phải là nhá, máy chưa tháo nha. Thân rồi 12V. Đó, đầu không kẹt. Đóng kẹt nha, không lắc nha, nhích cho nhích xong đáng kể đó. Rồi, cây số 3, thân máy vỏ pin. Thân máy vỏ pin nhưng mà nút tí nữa nút lên thêm. Đó, cây số 3 này. Cái này là 300k. Máy vít Makita 300k. Hàng này thì nay không có giảm giá nữa. Máy anh em muốn cho nó rẻ mà không biết sống chết á thì đi bãi mua.
Đó, 7 7 giờ nó bán nhiều lắm. Anh em cứ đi đi một bữa. Mình có tiền có quyền mà phải đi chứ không đi không biết đâu. Anh em bán trên mạng này, này nó vẫn này. Đấy đó. Rồi, cái số 4 này. Chết mấy này 3.000 vòng rồi bịt máy thì chỉ dừng có như là mờ mất rồi 12V này, bịt thấy 12V này 2003 này 3.000 này 3.000 vòng á. Tôi không lắc nó cứng đét luôn này. Anh em muốn cho nó sáng về sơn cái này lại sơn lại tôi cũng không sơn than rời này đó. Cục pin này là cắm nhá, cục pin này cắm anh em về mua về sạc nó sai, sạc nó sai giống cắm đấy bảo chưa đó. Rồi ok pin pin đẹp mà đó. Được chưa cắm á, pin cắm á, pin rơi luôn còn ốc luôn. Rồi cây số 4 350 4 300 50k 12V nhỏ cùng nhỏ gọn. Rồi cái số 5 năm Makitan ngoài cò lên đảo kia bên vỏ pin một mốc, vỏ pin một mốc trong một mốc. Rồi test này rồi cái số 5 này đâu không kẹt này đó, không lắc này, không lắc thì nó hết rồi đó. Cái này mất mất thắng, thả nhanh thì có thắng. Đó đào kiều rồi ok, cái này 300k lần này là có thắng này, nhưng mà nó mất thắng cho. Rồi cây số 5 300k 5 300. Rồi số 6 cái này mất điều tốc, có thắng mất điều tốc, đầu kẹp 13 ly. Lý do cái này là coi tại sao thì mình vẫn đẩy quá là nó không có nhả cò, bởi vì cái này là coi như là cái cò của 14 á, bỏ lên cái này 12V. Nhưng mà là cái 14 là cái đảo chiều này thế này, có nguyên, nhưng mà đảo chiều này là 74 này. Có mai một tí. Đó, thân máy, vỏ pin. Vỏ pin. Cái cắm, pin này cắm. Rồi, cái số 10 số 6 350k 350 pin cầm than rồi một kẹp 13 ly đó. Máy ngoại hình tương đối trong tem thôi, cụ su còn nguyên vẹn đó.
không lắc nhá. Rồi cây số, cái này cây số mấy này, số 7 này, 7 pin này. Cái này mất thắng. À, đó, nó chạy nha. Đây quá là nó chạy nè. Nhích là tí. Đó. Cái này mình lấy của cái đạo chiều này, cái cây đạo chiều này này. Cây 14 này, lắp ở đây. Cho nên là mai mình mai không chính xác á. Đó. Đó, nè, thấy chưa? Đây quá, mình để lại tí nè. Cái này 12V, 12V thân máy vỏ pin 300. Cái này lý do cũng đầu kẹp 13 ly nhưng mà mất thắng. Rồi 300k. Cái số 7 300k. Rồi cái số 8 thì một mục này, trong đây có cả đồ cũ đồ mới nhá, có cả đồ những cái đồ clip trước á bán chưa hết á. Cây số 8 này đào chiều, đó đồ không lắc, đồ này đúng fit vô này, không cần phải kéo ra, bung phít vô thẳng luôn. Đó. Thân máy vỏ pin. Đây, vỏ pin, vỏ pin là đấy nhưng mà nó bị xem tí lên. Bể tí lên. Đó, ngoài hình thì đẹp lắm. Nó bể tí lên. Thấy chưa? Đó. Thân máy vỏ pin 300k. Đó, ngoài hình này. Trên cái ruby nha. Rồi, cây số 8 300k. Rồi, tiếp tục ruby. Cái này em clip trước á. Xong, cái chạy. Rồi, chạy này. Đọc chưa? Đọc chưa? Ngọt. Nhanh chậm ngọt. Pin chấn, cái chấn pin á. Đó. Mập tí đây này. Mập tí đây này. Biết bị cái gì? Đây. Anh em mua về xài thì được. Đây, bảo chứ. Chứ nó bán thì có như là khách nhà tôi cũng ấy. TV. Rồi, thân máy vỏ pin, vỏ pin. Tai dậy một bên. Rồi, cái này 270k. Cây số 9 270. Móc 270k. Rồi, cây số 10 tiếp tục ruby. Ruby cái này vỏ đẹp. Rồi. Vỏ đẹp. Đào chiều. Đây. Đâu không kẹt, không lắc, không kẹt, không rơ.
5 ca. Thân máy bỏ pin 12V. Còn này là 12V hết nha, 12V tất cả là 12V hết rồi đó. Rồi cái số 10 300 ca. Rồi cái 11 này to con này, cái này vào thì chạy không mà. Đó chạy á. Rồi đảo chiều pin hết rồi. Đó đầu không lắc, không kẹt. Được chưa, không lắc kẹt nhá. Rồi test chạy được rồi. Rồi bỏ pin này không được rồi, bỏ pin khác không, pin này không được. Từ đây bỏ pin này này, có cái gang trước này. Cái này không có gai, cái này không có gai trước. Đó, rồi. Đó, ngoài nó. Thân máy bỏ pin 300 ca. Cây số 11 300 ca. Rồi, cái 12 này. Không kẹt. Rồi, cái này ngắt co này, cần ngắt co cái cần cái của bữa trước đó. Của bữa trước là coi như là cùng trục trặc gì là sau họ lấy cái khác, đổi khác rồi đổi cái rẻ hơn. Đó, ngắt co nó đó. Đó. Cái này cái bữa trước là cái 19 ạ. Rồi thân máy bỏ pin. Rồi bỏ pin. Lục. Rồi cây này là 350 ca. Cây số 12. Đó. Rồi cái 13. Đây, cái này cây trước này. Trước cầm này, pin con 7/2. Cái này sạc cái xài coi như là bắn vít thì thoải mái. Rồi, cái này 250 ca này. 7/2 này, lắp kín 6 được. Lắp 12V được. 12V xài được. Từ 7/2 đến 12V, từ lắp 12V mới sai. Không có chạy gì hết á. Rồi, cái này cây số 13 này. 200. 30. 13, 230 ca này. Đó, mà nay giảm giá đó, kênh đi lại là giảm hết đó. Từng đó thôi. Còn không có giảm đâu. Nay là ai mua đi bãi thì dư một chiều đó. Rồi, cái số này, của pin này, giờ pin này. Pin này á là cái này là cục của nói chung là coi như là pin là cầm hết nhá. Pin là tôi chưa sạc á, để nguyên cho anh em về sạc, từ sạc rồi ấy cho từ sự thôi. Đây, đó. Dạ. Cục này lâu lắm rồi, cục này là có từ trong tới có được lên cái clip bữa mà cho ai sử này. Đó, ba đèn đó, thấy chưa? Đó, ba đèn. Đó. 280.000 này. Rồi, ghi số luôn, thêm 14. Cái loại này thì bán nhiều rồi. Rồi cây 15
15 này. Có cái này thịt này. Chúng con này thịt này. Đó, cái nào mà không cầm là nó bỏ đó. Cái này là có ai mua thì 150.000 này. 150.000 trong không được 250 đâu. Vỏ pin này, cái này bán vỏ pin này. Bên trong này họ để mở ra cho bên trong còn đẹp lắm. Được mở chưa này. Cây 15 này. 150k này. Lỗ đó. Rồi à, cục là cũng như cục này này. Cục đó cũng như cục này này. Rồi ok. Đó. Rồi cây số 16. Sáu này, 280 này. Đó, cây 16 nha. 16 này. Rồi 17 này. 17, cục này nữa này. 18V Li-ion này. Cô-cô-hin. Cô-xin này. Cô-xin này. Đó, tem mặc đây luôn này. Loại này là như nó chưa sử dụng sao đó. Đây này. Thấy chưa? Ok chưa? Rồi 280 này. Anh mua một cục. Loại này là còn 4 cục này. 4 cục này. Ai mua mà một cục á thì 28. Mua 2 cục là 500. Cái số 17 này. 280 này. Đó. Rồi tại chỗ nha, cây này. Tiếp tục test này. Hai cục như nhau, hai một loại này 28 á. Hai mua hai cục là 500. Đó. 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 Rồi đây cục này. Bốn cục là 5 cục á. 5 cục. Đó. Cục này mà nó để lâu mà nó ten đồng. Đó, thấy chưa? Đầy đủ hết nha. Tem mác đầy đủ hết nha. Rồi. Hãy mua một cục 28 mà hai cục thì 250 cục. Rồi. Bana còn cục này. Bên hư nhá, bên hư. Vỏ thôi, lấy vỏ, vỏ mạch thôi, bên hư thì tháo ra mà thấy hư. Rồi. Tiếp tục cái số này cây tính cái số 17 nhá. 17 cái loại này là không chưa có ghi nhá. 18. Bót. Thanh rồi. Cái này là 14.4. 14.4 nha, so cục pin lên, so cục pin nó biết không? 14.4, đây pin này, thấy chưa? Đó, rồi đảo vô này, đó, đầu không lắc nha, đầu không lắc này cực đét này, đảo chưa thôi, rồi tắt cái đèn này lên, lên trên á, trên là tắt này. Rồi. Xuống nắp này, sáng này. Rồi, cái này là 400k. Thì do là điều tốc của thẳng nó chưa 10. 400. Đây, ngoài hình đây. Rồi, cây số 18 nha, cây nhà tỉnh 18 nha. Cây 18 này. 400k. 18 400.
lục em 19 này, 19 là một cây bọt bê tông 14-4 chưa, đại tem con 14-4 bọt này. Buôn có buôn này, buôn con đó, đầu cũng kẹt này, rồi kẹt này, buôn rồi bọt bê tông buôn ạ, buôn đây này, đó đầu cũng kẹt đấy, nhưng mà nó bị mà mất cái đảo chiều, gãy mất cái đảo chiều, gãy mất bên. À, cái đào chiều của hắn nó gãy bên bên thì khoan lỗ lên để kéo mà không được, lóc cũng kéo tuột bó à. Đây này, đây xuôi này đó, đó rồi nhá, ngược này đây, cái này ngược này được chưa đó, đồng kẹt nhá. Cái này mà không tìm được cái đảo chiều á, bán 800 vỏ pin này, vỏ pin tháo pin này, pin hư tháo à, 14 tìm cái đảo chiều là bán 800 mà bây giờ không có đảo chiều đó, là từ vô 100 còn lại 700 ca anh em về cầm cái cây này về được coi như là về trẻ quá này. Đó nha, vậy là gãy rồi chứ không phải là coi như là hư hụt gì đâu. Rồi cây số mười chín này 700 rồi, cây số 20 rồi, 20 cái này này 24 Makita 24, 3 chức năng đây, 3 chức năng khoan này, vít này, khoan này, búa này, vít đây này đó, 16 cấp tuyệt đó, 3 chức năng khoan. Ở bên này là vít khoan, vít khoan cùng búa đó, nhưng mà đầu hơi chạy thế này, đầu là chưa làm được, nó xoay này, nhưng mà nói để vượt sau, nhưng mà thôi thì sẵn lấy bán luôn bởi vì thời gian còn này, cho nên điện thoại nó chưa ấy đâu đó. Đó, nhìn này đó, vỏ pin vỏ 12V nhá. Chắc đó rồi, pin pin mà từ 27 tháng 6 12 này, pin là 10 năm rồi pin 10 năm rồi, cục pin này 10 năm rồi đó, rồi tẹt máy luôn rồi, để cho anh em xem này. Cái bọt ra tẹt búa rồi nhá, búa là coi như là này quên tẹt nhưng mà có búa nhá, thử lên đấy, phải lên đùa đâu, làm cái gì chắc chắn nhé, một được đó anh em, chuyển khoản bao ship lời này chuyển khoản hết nhá, nhầm đây này, đặt vô đây này, rồi tẹt búa này, tẹt búa thôi đó, đây này. Nhanh này, đó đâu không lắc này, không lắc thấy chưa nha, 16 cốc trượt này, cái ba nấc khoa được vít khoan phần búa, cái này trước khi hỏi một cây rồi mà có pin á,
pin bình trượt, nó đòi 2 triệu. Khủng khiếp không, nhưng thấy khủng không. Rồi cái này là đầu nhá, đầu cơ kẹt này anh em về xử với đầu kẹt này đó, tôi mà xử rồi thì lại thêm 100.000 nữa, ít thôi. Rồi cây này là cây số 20 này đó, 700 cho 700k chuyển khoản nhá. Rồi xác này, xác hư cò thì do hư cò độc quá, 100.000 cây xác này. Xác một này, cái này xác một này, khoan chỉ một sau này, 100.000 cây này. Xác hai này, cái này là cũng hư cò luôn, hư cò nhá, motor chạy 12V, motor chạy hư cò 69114D, hư cò 100. Đó, cái này hư cò, hư cò luôn, motor chạy thân rồi đó, hư cò 100 luôn. Ba cây, cây này chạy, cây này chạy bể, cái này tháo ra chưa lắp vô, tháo ra bỏ chuyển qua cái bên cái cây kia mà không vừa chạy đảo chiều, ok rồi, nó bể này. Đó, đảo chiều như cột băng một rồi, không có đảo nữa. Đó, ok hết nha, nói chung là ok, bể đây này. Đó, cái này 200k kẹp bình xài 200.000 nha, bọt này, bọt 12V này, 200k. Đó, rồi còn cái ruby này, cả thắng chứ không, đó chưa, đó chạy ok, nhưng mà vỏ pin luôn, trong cái vỏ pin này luôn, vỏ pin này luôn, đó cái này mà thắng 280k, số 21 280. Đó, máy 12V thân, máy vỏ pin cả. Có cái 96 á. Cái này lại cái này sắp 1 này. 100k. Sắp 2 này. 100k. Sắp 3 này. 100k. Bốn này, 200 này, bốn này, 200k. Đó, rồi cái này sử dụng đây, máy tiêu sử dụng nên nhau bốn này. Đâu mà làm cho nó to tiền đồng pin khổ. Rồi video ở đây tạm dừng nhá, anh em có gì thì liên hệ nhá, liên hệ làm buổi chiều đó, không có nghe máy được cho nên anh em gọi buổi chiều thông cảm. Ui trời, mà cái đầu này, đầu 100.000 cây này, không kẹt nhá, có cái đinh ốc ngược này, cái này không kẹt này. Đó.
bóp ngược nha. Đó, kẹt nó. Cái này lắp vào máy vặn được, bởi vì hắn không có chiều vặn, kẹp vào đây vặn. Không kẹt, đúng kẹt. Bữa trước có anh nào mua mà nói có như đầu kẹt nó không phải đâu. Bấm ở đây này, mình vặn được này. Bấm cái kem ở đây mình vặn được này. Đó, có cái trên ngược đấy này. Để ngoài cho thấy chứ không nó bỏ trong này. Đó, 100.000 cây, 3 cây. Rồi, video này đi kết thúc. Xin chào anh em và hẹn gặp lại.